Mình vừa demo loa cho anh em về chiếc Zephyrus G14 này. Nghe hay đúng không? Chiếc Zephyrus G14 đến từ thương hiệu Asus. Đây là một trong những chiếc laptop gaming 14 inch nhỏ gọn và rất nhiều anh em đề xuất mình review và trên kênh. Nhưng mà mình nghĩ là nhiều channel họ làm review rồi, thế nên là mình muốn chia sẻ anh em về cái trải nghiệm sử dụng một tuần của mình trên chiếc máy này. Đây là một chiếc laptop gaming mỏng nhẹ, cân nặng 1,6 kg, chỉ dày là 1,7 mm, và có rất nhiều những điểm thú vị trong chiếc laptop gaming này. Và thú vị ra sao thì anh em và mình hãy cùng theo dõi đến hết video, và mình sẽ chia sẻ cho anh em về trải nghiệm sử dụng một tuần trên chiếc laptop gaming 14 inch mỏng, nhẹ và mạnh mẽ này nhé. Và anh em đừng quên có thể tham khảo mẫu Zephyrus G14 này tại cửa hàng laptop AZ với mã giảm giá AZ300. Chi tiết chương trình và link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về yếu tố đầu tiên luôn, là về hiệu năng và tản nhiệt của máy. Tất nhiên rồi, đây là một chiếc máy laptop gaming 14 inch nhỏ gọn. Thế nên là rất nhiều anh em cũng sẽ băn khoăn về hiệu năng chiếc máy này có mạnh hay không, hay là về tản nhiệt chiếc máy có đáp ứng được với cấu hình cực kỳ mạnh trong chiếc máy này hay không. Thì chiếc máy Zephyrus G14 mình đang có ở đây sử dụng Ryzen 5 4600HS, 6x12 luồng cùng xu nhiệt tối đa là 4,0 GHz. Ngoài ra thì đặc biệt cái HS có nghĩa là TDP của cái CPU này là khoảng 35W, so với tiêu chuẩn bình thường là 45W. Mà mình không biết thực tế ra sao thì mình có thể trừ chơi một vài tựa game nhẹ nhẹ và vài tựa game nặng nặng trên chiếc máy này, thì mình thấy là hiệu năng và tản nhiệt trên chiếc máy này theo mình đánh giá là rất ấn tượng với một chiếc laptop gaming 14 inch. Cardo 1650 thì chắc là cũng không phải quá xa lạ gì với anh em rồi. Về chơi những tựa game như là Sniper Elite hay là World War Z vẫn đáp ứng được ở mức setting trung bình. Về nhiệt độ của máy thì theo mình thấy là cũng khá là hài lòng rồi, khi mà nhiệt độ của máy đấy anh em thấy là khoảng 85 độ C là mức tối đa. Còn bình thường chỉ dao động ở khoảng 70 cho đến cùng lắm là 80 độ. Thì mình thấy đây là mức nhiệt độ rất là mát nếu mà so với cả CPU của Intel. Và đặc biệt đây là một chiếc laptop gaming 14 inch mà bên trong tiện nghi, đầy đủ, điện nước không thiếu một cái gì cả thì quá là tốt rồi đúng không? Về các đồ họa thì cũng chỉ dao động khoảng 64 độ C thôi. Thì đấy là những mức nhiệt độ theo mình đánh giá là rất an toàn với một chiếc laptop gaming chỉ 14 inch như thế này. Từ nãy giờ mình hơi khen nhiều về chiếc laptop này về hiệu năng và tản nhiệt rồi. Thì có hai điểm trừ mình không thích trên cái tản nhiệt chiếc máy này. Đầu tiên là tiếng quạt, anh em sẽ bị hy sinh là nó khá là ồn, anh em hoàn toàn có thể nghe rõ được tiếng quạt trong quá trình chơi game. Thứ hai là bề mặt chiếu nghỉ tay máy sẽ ấm lên khá là nhiều, nó không ấm lên vừa vừa, không phải ấm lên nhẹ nhẹ mà là ấm lên khá nhiều. Và với những người kỹ tính đây sẽ là điểm trừ, còn với cá nhân mình thì đây sẽ là một điểm gọi là chấp nhận được với một chiếc laptop gaming 14 inch mà sở hữu cấu hình mạnh như này. Về khả năng nâng cấp của máy, mình rất là tò mò với chiếc laptop gaming 14 inch như là Zephyrus G14 thì bên trong có gì, thì bây giờ hãy cùng mình mở máy và xem bên trong chiếc máy này có những điểm gì đặc biệt nhé. Và bên trong của chiếc Zephyrus G14 này thì với một chiếc laptop gaming 14 inch thì điểm đầu tiên chúng ta đã phải hy sinh là một khe RAM. Ở đây anh em sẽ nâng cấp tối đa thêm là một khe RAM nữa nhé. Và RAM đằng sau thì đã bị hàn chết rồi. Cùng với đó là chúng ta sẽ một khe M2 NVMe, ở dưới sẽ là khe quạc Wi-Fi, bạn được ốp rất là kỹ càng để che chắn. Về khe 2,5 thì tất nhiên rồi, một laptop gaming 14 inch hiện tại thì chắc chắn là sẽ không có khe 2,5 ở đây. Và là một thỏi pin rất dài, và cho cái trải nghiệm sử dụng của mình trên chiếc máy này là khoảng 5 tiếng, mình đã sử dụng chiếc máy này 5 tiếng ở độ sáng 100%. Thời lượng pin cực kỳ ấn tượng anh em ạ. Về tản nhiệt của máy thì anh em đã có thể thấy đấy, đó là chúng ta 1, 2, 3, 4, 5 ống đồng được trải dài lên cùng với hai quạt này. Thì mình đánh giá đây là một hệ thống tản nhiệt có thể gọi là rất là triệt để trong tầm tiền này. Thực sự Acer đã làm rất tốt về hiệu năng và tản nhiệt của chiếc máy, đặc biệt là về thời lượng pin là một điểm cực kỳ ấn tượng. Và về khả năng nâng cấp thì anh em có thể thấy đấy, chúng ta sẽ phải mất đi một khe RAM và anh em chỉ nâng cấp tối đa là một khe RAM nữa thôi. Ok, đó tất cả những gì về khả năng nâng cấp của chiếc Zephyrus G14. Quay lại một chút về ngoại hình và thiết kế của chiếc Zephyrus G14. Thì đây là một chiếc laptop gaming chỉ với kích thước là 14 inch thôi, cân nặng là 1,6 kg và độ dày là 1,7 mm. Thì đây là một chiếc Ultrabook văn phòng bình thường với cá nhân của mình. Mình cầm máy lên rất là nhẹ, hoàn toàn cầm máy được một tay. Và về độ mỏng của máy thì cũng gọi là rất là mỏng rồi. Đây là một trong những chiếc máy có tính di động tốt nhất trong tầm tiền 25 triệu mà bạn có thể sở hữu được. Không có một chiếc laptop gaming nào trong tầm tiền có tính di động cao như chiếc máy này. Ngoài ra thì về mặt lưng của chiếc máy này cũng khá là đặc biệt. Mặt lưng ở đây được cắt xẻ một đường ở giữa và một bên sẽ là họa tiết hình cái lỗ và một bên là họa tiết trơn bằng kim loại. Đây là tấm nhôm kim loại nhé. Nghe rất là chắc chắn đúng không? Nhưng mà cái phiên bản đây mình đang có là phiên bản bình thường thôi, không phải phiên bản là ma trận anime. Thế nên là cái phiên bản ma trận anime sẽ có đèn LED rất là nhiều ở đây, rất là đẹp luôn. Phiên bản đây của mình thì không có.
Một cái thiết kế khá đặc biệt của chiếc Zephyrus G14 này là về phần bản lề. Bản lề dạng Egolip rất là quen thuộc trên những vòng VivoBook của hãng hay thậm chí là kể cả dòng Zenbook, thì sẽ giúp cho máy nâng lên một góc để anh em gõ phím. Theo mình thấy đây là một cái trải nghiệm sử dụng rất là tốt. Cùng với đó là cải thiện về hệ thống tản nhiệt. Thì anh em thấy đấy, hệ thống tản nhiệt của máy như thế nào thì anh em đã có tự nhận xét cho cá nhân bản thân mình rồi. Về phần bên trong của máy cũng là một điểm mà mình cũng rất là hài lòng. Đầu tiên, đây là một chiếc máy có viền màn hình mỏng và ba cạnh. Nhìn rất là đẹp đúng không? Tuy nhiên thì để cho hy sinh cho cái thiết kế thì những cái dòng sản phẩm ROG họ đã lược bỏ đi webcam hoàn toàn luôn. Thế nên là chiếc máy này sẽ không webcam. Và đây sẽ là một điểm trừ rất lớn với anh em nào có nhu cầu học tập online, video call. Về phần chiếu nghỉ tay của máy thì cũng vài điểm rất là thú vị. Ở phần chiếu nghỉ tay thì chiếc Zephyrus có tích hợp cảm biến vân tay trên nút nguồn. Và theo mình thấy là cái tốc độ của cảm biến vân tay này cũng khá là nhanh. Đây mình mở cho anh xem nhá. Siêu. Đấy, à đấy, nhận rồi. Về phần bàn phím của máy thì theo mình đánh giá có rất nhiều tính năng và đầy đủ luôn. Ở trên hàng trên thì chúng ta sẽ có hàng phím multimedia như là tăng giảm lượng này, tắt mic này hoặc là vào phần mềm của hãng. Cùng với đó là về phần bàn phím thì theo mình thấy là cho trải nghiệm gõ tốt, hành trình 1.7mm gõ rất là sâu, gõ rất là nảy. Cùng với đó là về kích thước của phím cũng khá là hợp lý. Đèn LED màu trắng thì trong buổi tối mình thấy là sử dụng không quá là gắt và chói mắt. Theo mình thấy đây là một chiếc bàn phím rất là tốt. Mặc dù là một chiếc laptop gaming mỏng nhẹ nhưng mà hành trình phím thì vẫn cho được cái trải nghiệm gõ rất ok. Về touchpad của máy thì đây là một điểm mà gọi là sắt từng đồng một ra, đáng đồng tiền bát gạo cực kỳ. Touchpad của máy phủ kính cho trải nghiệm mượt mà, hỗ trợ đa điểm tốt. Cùng với đó là cái kích thước của touchpad này theo mình đánh giá là mức đủ dùng. Nếu to hơn một chút nữa thì chắc chắn đây là một touchpad tuyệt vời luôn. Đó là về phần ngoại hình của máy. Theo mình thấy đây là một chiếc máy có rất nhiều điểm ưu điểm trong thiết kế rồi. Về có một điểm mà anh em sẽ phải băn khoăn một chút và cũng cá nhân mình hơi lo lắng là về phần tản nhiệt của máy. Trên chiếc máy này có tới 6 khe gió thoát nhiệt, một khe gió bên trái, một khe gió bên phải, hai khe gió ở phần cạnh màn hình và hai khe gió ở dưới. Thì rất nhiều anh em sẽ băn khoăn là cái khe gió tản nhiệt ở phần trên này có ảnh hưởng đến cái trải nghiệm sử dụng của các bạn hay không, đặc biệt là về tuổi thọ của màn hình. Thì như hãng công bố thì cái khe gió tản nhiệt này sẽ thổi song song màn hình và không thổi thẳng vào màn hình. Thế nên là nếu như hãng công bố thì chắc chắn là sẽ không ảnh hưởng gì. Còn nếu có ảnh hưởng gì hay không thì chắc chắn phải thời gian chúng ta mới trả lời được. Về đó là về thiết kế chiếc máy này thì có rất là nhiều điểm hay. Và với cá nhân mình thấy đây là một thiết kế đặc biệt, đẹp và mang lại cái dáng vẻ rất là cao cấp. Về cổng kết nối thì sao? Liệu là một chiếc laptop gaming 14 inch nhỏ gọn như vậy thì cổng kết nối có bị hy sinh nhiều hay không? Thì đến với khu vực cổng kết nối bên trái của máy nhé. Ở bên cạnh trái của máy thì các bạn thể thấy là chúng ta có một cổng nguồn, một cổng HDMI để anh em xuất hình. Cùng với đó là một cổng USB-C hỗ trợ là Class 10. Cùng với đó là DisplayPort để anh em cắm ra ngoài màn hình rời. Rất là tiện, mình đánh giá cao về cổng USB-C này. Mặc dù là chúng ta sẽ không có Thunderbolt 3 vì CPU trên chiếc máy là CPU AMD mà. Cùng với đó là chúng ta sẽ có là jack combo tai nghe 3.5. sang đến cạnh phải của máy thì như anh em có thể thấy đây là mình đang cắm sẵn một cổng USB-A lấy chuột của mình, cùng đó là thêm một cổng USB-A nữa, và cuối cùng là một cổng USB-C hỗ trợ là truyền dữ liệu chứ không có sạc nhanh hay là một cái xuất hình gì cả. Nói chung là tổng kết nối cho chiếc máy này thì theo mình thấy là bên này thêm một cổng USB-A nữa thì sẽ hợp lý và thực dụng hơn rất là nhiều. Và đó tất cả những gì về cổng kết nối trên chiếc Zephyrus G14. Đó là về khu vực cổng kết nối. Vậy thì về chất lượng thì ở máy đi. Chắc chắn là nhiều anh em cũng sẽ băn khoăn cho mình là một chiếc laptop gaming mà mỏng, nhẹ, hiệu năng cao thì thường hay bị hy sinh về cái chất lượng thì ở máy. Tại vì mức giá chiếc máy này chỉ từ 24 triệu đồng thôi. Nhưng chiếc máy này lại làm mình bất ngờ hơn khi mà mặt lưng kim loại thì cho cái chất lượng gọi là tạm đủ, không quá là dày dặn nhưng mà trong tầm tiền này khó đòi hỏi hơn được gì. Ở mặt dưới thì rất nhiều anh em sẽ nhầm tưởng đây là một mặt dưới sử dụng là nhựa, nhưng mà không phải, đây là một bề mặt magie giờ rất là chắc chắn. Mặc dù thì không phải chắc chắn quá tuyệt đối nhưng mà trong tầm tiền này mà họ làm được như thế này thì phải gọi là một chữ wow cho Acer. Và nói chung là về chất lượng hoàn thiện thì mình đánh giá rất cao chiếc máy này trong tầm tiền. Cùng với đó là bản lề thì với cá nhân mình thấy bản lề này cũng cho cái trải nghiệm sử dụng rất là tốt rồi. Anh em hoàn toàn có thể mở máy một tay này, cầm máy đi cầm máy lại thì không bị quá yếu này. Mặc dù thì không phải là chắc chắn tuyệt đối nhưng mà nó cũng đủ để sử dụng rồi. Thì nói chung là về chất lượng điện của máy thì mình thấy nó cũng đáng với đồng tiền bát gạo các bạn bỏ ra.
không quá bị ọp ẹp nhưng mà cũng không phải là quá cao cấp. Về màn hình của máy thì sao? Thì màn hình của máy lại là một điểm nữa khiến cho mình phải thốt lên một chữ wow. Mình không hiểu sao trong tầm tiền 25 triệu mà chúng ta có quá nhiều những thứ đặc biệt như vậy. Tất nhiên rồi, laptop 14 inch thì màn hình cũng chỉ 14 inch thôi. Với anh em nào thích màn hình to thì chắc chắn đây sẽ không phải là điểm lợi của chiếc máy này. Nếu anh em thích màn hình 15 inch chẳng hạn thì có thể tham khảo mẫu G512. Còn chiếc G14 này có màn hình là 14 inch. Và màn hình 14 inch này có cái trải nghiệm sử dụng phải gọi là quá sướng. Màn hình tần số quét cao này, phổ màu mức cao, anh em có thể thấy thông số trên màn hình là 96% sRGB, 75% Adobe RGB. Màn hình 120Hz và có độ size màu cực kỳ ấn tượng là 0.73, mình đã đo bằng Sniper Spider X Elite. Thì mình thấy là đây là một màn hình có thể gọi là chuẩn Pantone, như đúng hãng công bố. Về loa của máy thì như ở đầu video thì anh em thấy đấy, hay thực sự luôn. Cả ba giải đều được xử lý rất là khá. Mình không thể gọi là tốt được, tại vì nếu mà tốt xuất sắc thì chúng ta không phải mua loa mười mấy triệu làm gì cả. Nhưng mà loa chiếc máy này phải gọi là trong tầm tiền này khó thể tìm chiếc máy nào có loa ấn tượng hơn. Khi mà âm lượng lớn này, bass nghe có này, giải mid, giải treble cũng xử lý được rất là rõ ràng. Thì mình thấy là thực sự thích luôn. Nói chung chiếc Zephyrus G14 này có quá những nhiều ưu điểm mà mình trải nghiệm mà mình muốn chắc chắn là sở hữu chiếc máy này. Mặc dù vậy thì chúng ta còn có vài cái nhược điểm như mình đã nói đấy. Đầu tiên là đây một chiếc laptop 14 inch, nên là nếu anh em thích một chiếc laptop có màn hình có cái kích thước hiển thị to hơn thì đây sẽ không phải một sản phẩm dành cho các bạn. Thứ hai là về sản phẩm Zephyrus G14 này thì chúng ta sẽ phải hy sinh một chút. Đầu tiên là về cái, mình chưa biết là hy sinh cái gì nữa, tại vì chiếc máy này được toàn diện quá là tốt rồi, chủ yếu là về kích thước màn hình thôi. Thì anh em nghĩ sao về chiếc Zephyrus G14 này? Anh em nào đã sở hữu thì có thể chia sẻ cái phần trải nghiệm của anh em dưới phần comment nhé. Và với cá nhân mình thì chiếc Zephyrus G14 này chắc chắn sẽ là sản phẩm tiếp theo mình muốn sở hữu, là một chiếc máy cá nhân của bản thân, vì trải nghiệm cho ra thực sự tốt hơn những gì mình mong đợi rất là nhiều. Và anh em đừng quên có thể tham khảo những mẫu Zephyrus G14 này tại cửa hàng Laptop AZ với mã giảm giá Z300. Chi tiết chương trình và link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo về mức giá ưu đãi và chính xác nhất nhé. Và bây giờ thì xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Và anh em đừng quên có thể like, subscribe, chia sẻ cho channel của Laptop AZ. Và bây giờ thì xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Và nếu anh em có trải nghiệm gì trên chiếc G14 này thì hoàn toàn có thể comment dưới phần bình luận để mình trao đổi với anh em nhé. Bye bye.